Trong những năm gần đây, tội phạm bắt cóc chiếm đoạt trẻ em ở khu vực biên giới phía Bắc ngày càng diễn biến phức tạp. Với tính chất, quy mô và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng trở nên tinh vi, thực trạng này càng trở nên nhức nhối hơn khi những nạn nhân bị chúng lừa bán đang có xu hướng trẻ hóa. Ghi nhận tại xã Vàng Ma Trải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Tại xã Vàng Ma Trải, từ ngày đứa con trai mới 5 tháng tuổi bị bắt cóc, một mình chị Tần U Mày, cô đơn, lủi thủi trong căn nhà lạnh lẽo, vắng bóng tiếng trẻ thơ. Chị cho biết, vào mùa gặt lúa, chị đưa con đi ngủ lán ruộng cùng để thu hoạch lúa. Ai ngờ cháu lại bị chính người chú ruột của mình nhẫn tâm bắt cóc để mang đi bán. Tôi đang ngủ trong lán ruộng, thấy có người dùng gậy đập tôi. Tôi sợ quá chạy đi gọi người giúp. Khi quay lại không thấy con đâu nữa. Giờ tôi không biết tìm nó ở đâu. Tôi nhớ con tôi lắm. Đối tượng Tẩn Lao San, 19 tuổi, vừa bị công an huyện Phong Thổ bắt giữ về hành vi chiếm đoạt trẻ em. Theo lời khai của San, nghe lời rủ rê của một đối tượng người Trung Quốc rằng nếu mang trẻ nhỏ và phụ nữ sang Trung Quốc bán sẽ được nhiều tiền, San đã về và bắt cóc cháu Tẩn Lao Tả, con của người họ hàng là anh Tẩn Chịt Quẩy và chị Tẩn U Mày, mang sang bên kia biên giới bán được 4.000 nhân dân tệ. Khi đang trên đường trở về tìm phụ nữ sang bán tiếp thì San bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Tôi đi làm thuê quen một người Trung Quốc. Nó bảo tôi về Việt Nam tìm trẻ con và phụ nữ bán cho nó để được nhiều tiền hơn. Tôi về và bắt con của Tần Chín Quẩy sang bán cho nó được 4.000 nhân dân tệ. Nhưng nó mới trả cho tôi có 500, còn bao nhiêu để đợt sau trả nốt. Một là đối với bà con nhân dân ở khu vực biên giới, khi đi làm nương không nên mang theo con nhỏ đi cùng. Và không nên ngủ qua đêm ở nơi thanh vắng hẻo lánh khu vực biên giới. Nếu có ngủ thì phải tập trung đông người và có nam giới. Theo nhận định của cơ quan công an, những khu vực nằm sát đường biên giới là nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc với trình độ dân trí thấp, đang là miếng mồi béo bở của tội phạm buôn người. Hơn nữa, nhiều vụ việc các đối tượng còn ngang nhiên xông vào nhà giết chết người lớn để chiếm đoạt, bắt cóc trẻ nhỏ, cho thấy mức độ tàn bạo, nhẫn tâm của loại tội phạm này.